Xin kính chào các bác, ở video clip này em sẽ vừa bóc hàng và vừa báo giá luôn. Vài cặp loa em bóc ra nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Đây là một trong những cái video clip mà bọn em vừa bóc vừa bán, nên các bác thông cảm nó còn băng dính và bụi lông, bụi bẩn các bác. Nó còn rất nhiều những cái bụi lông kiểu này các bác ạ. Thì các bác cứ thông cảm các bác nhé, lau cái nó đẹp như mới luôn. Đó, thì đây những cặp loa tuyển chọn em bóc vào đây, cặp nào đẹp, xuất sắc em với quay video báo giá các bác luôn. Còn những cặp mà nó không được đẹp lắm ấy các bác, em sẽ có video thanh lý sau. Nhưng mà đây là ở cái công hàng xuống toàn những đôi loa rất đẹp các bác. Thì tất cả những đôi loa này em xin nhắc trước với các bác là em báo giá là vừa bóc vừa thổi bụi, và cái giá là khẳng định các bác tốt hơn bình thường rất nhiều các bác nhé. Đầu tiên em xin báo giá các bác một trong những cái cặp loa trong thời gian vừa rồi rất nhiều bác hỏi. Đó chính là hai cái mã Diatone 77HRX và Diatone 77HR. Đó, hai cái mẫu này các bác nhé, rất nhiều bác hỏi. Nhưng hiện tại nhà em bây giờ mới về được hàng. Các bác có thể thấy những đôi Diatone 77HR nhà em về cực kỳ mới luôn các bác ạ. Đây là chưa vệ sinh các bác nhé, bóng nhoáng luôn, rất mới. Diatone 77HR này thì em xin để nói luôn các bác là một đôi loa đẹp xuất sắc. Từ gân cho đến loa là còn zin nguyên bản, rất mới luôn các bác nhé, không một tì vết thì kể những con ốc này. Nói chung là cứ bây giờ để nguyên này các bác có thể sử dụng được luôn, không cần phải vệ sinh luôn các bác. Những cái bụi này thật sự các bác để nó còn đẹp đấy các bác, rất mới rất đẹp luôn. Và e căng của nó cũng thế, cũng đẹp xuất sắc luôn, không cần phải bọc lại đâu các bác nhá, rất mới luôn. Các bác lưu ý giúp em là những cái cặp loa của nhà em hiện tại xuống công hàng thì đây là những cặp loa tuyển chọn từ bên kia về các bác, bởi vì là những cặp loa hàng công này các bác nó sẽ được mua lọc chọn lọc, nó khác hẳn với những dòng loa đổ lống các bác, nên cái chất lượng của nó có yên tâm. Và đôi loa 77HR này em để các bác giá là 77HR là 10.800.000 các bác nhá, 10.800.000. Cặp này bình thường giá nó khoảng 11.800.000 các bác lưu ý giúp em. Nhưng đây là nhấn mạnh các bác là bóc ra, vừa bóc vừa thổi bụi các bác nhá, rất mới luôn các bác, rất mới luôn các bác ạ. Đó, chưa vệ sinh đâu nhưng rất mới rất đẹp luôn, các bác lưu ý giúp em. Đây những cái băng dính các bác ạ. Đó, những cặp loa này thì các bác yên tâm về độ đẹp và độ zin. Đó, khẳng định các bác luôn, 77HR em có một cặp duy nhất vàng, rất mới luôn. Đó các bác, gần zin mà carbon các bác nhá. Dòng này thì các bác có thể vừa nghe vừa hát, nói chung một đôi loa rất mới luôn các bác ạ. 10.800.000. Đó các bác, đây là phía sau của loa này các bác. Những cặp này thì đẹp từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong các bác, rất mới luôn. Đó, đây là phía sau của loa các bác nhé, phía hậu của loa. Và 77HR 230W và 50W. Đó, những cặp loa rất mới luôn. Đây là chiếc thứ hai phía dưới đây các bác, rất là mới các bác ạ. Đây là cái túi bóng em còn nguyên, bọn chưa bọc đâu, chưa bóc ra các bác. Đó, 77HR VKN, phía sau là đuôi là VKN các bác nhé, 50 đến 230W các bác. Có thể vừa nghe vừa hát, cặp này chiến rất tốt luôn. Tiếp theo là em sẽ quay về mặt trước. 77HR này thì có thể ghép vào những dòng âm ly Sansui Pioneer có công suất nguồn trên 180W cho đến 200W trở lên, thì là với lệnh được ra hồn các bác nhá, rất là lực luôn. Tiếp theo nữa là 77HR màu đen, HRX màu đen các bác nhá, cũng rất đẹp luôn. Cái gông kiềng nó chưa vệ sinh được các bác, về cơ bản là bóng đẹp các bác, chưa lau chùi được các bác, còn nguyên bụi lông. Đôi này thì bụi lông nó bám nhiều hơn đấy các bác, rất nhiều bụi lông các bác nhá. Đó, đây là phía dưới đây các bác. 77HR này thì nó thùng đen, nó rẻ hơn 1.000.000 các bác, nó là 9.800.000 các bác nhá. Nó rẻ hơn mỗi cặp 1.000.000 so với cặp màu vàng kia, giá là 9.800.000 các bác. Ê căng và loa, tuyến loa thì là cực kỳ mới và đẹp luôn các bác nhá. Đó, ê căng này ạ. Các bác thông cảm là hàng này bọn em chưa vệ sinh đâu các bác, chưa vệ sinh. Đó, chưa vệ sinh các bác nhá. Ánh sáng nó hơi chói các bác ạ. Rất mới luôn và giá là 9.800.000 rồi các bác, nhanh tay, những cặp này bây giờ cũng ngoài 10.500.000, 10.800.000 trên thị trường rồi các bác. Cái dòng này sử dụng chung đôm, chép đôm, nói chung là giống hệt 77HR vàng, không khác cái gì cả, từ bát chung chép nhấc sang nhau được. Nhưng khác mỗi màu thùng nó vây nhau 1.000.000 các bác, cân đối các bác nhá. Tiếp theo là một đôi Onkyo đấy các bác. Hàng bãi về nhiều khi nó cũng khó nói chuyện các bác ạ. Đây các bác, những đôi Onkyo này nhiều bác hỏi là những cái dòng gân mút thay gân ảnh hưởng gì không. Em nói với các bác là không thay gân không thể sử dụng được, nó cũng giống như cái lốp xe các bác thôi.
xe các bác mua xe cũ thì lốp xe nó mòn thì vẫn phải thay được các bác, nó không ảnh hưởng đến máy móc các bác nhá. Và đây các bác có thể nhìn thấy ạ, ở phía trong nó đẹp như mới luôn các bác nhá. Nói chung là đôi loa này rất đẹp, thùng vách là rất mới luôn các bác, cực kỳ mới luôn. Onkyo D77 này thì nó là dòng loa màng carbon da rắn các bác, quá nổi tiếng rồi, chưa vệ sinh các bác, nhìn cái bụi lông đấy ạ, nhìn cái bụi lông đấy, rất là thích luôn các bác. Onkyo D77 này là dòng loa có thể vừa nghe vừa hát nữa, toàn loa gấu các bác nhá. Đây các bác có thể thấy đây, thùng vách phía sau thì mới đét luôn nha. Đó, mới đét luôn. Nói chung hàng bãi nguyên công xuống các bác yên tâm mà sử dụng. Cứ như này các bác sử dụng luôn, không cần phải tân trang gì cả, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đó, Made in Japan, 200W một thùng, trở kháng 6 đến 4,4 ohm, 91 dB, rất mới luôn các bác nhá. Đó các bác. Thì cặp loa này em xin để các bác giá cực kỳ tốt luôn. Bình thường những đôi Onkyo này nó giá nó khoảng độ 11 triệu rưỡi đến 11 triệu 8. Em cũng để các bác giá 10 triệu 8 thôi. Cái này em sẽ thay gần đúng gân xịn của nó luôn các bác nha. Đúng cái gân xịn của dòng Onkyo này luôn. Đó. Và bọn em có máy thay luôn các bác nhé. Máy thay gân luôn. Và máy nhả keo luôn các bác yên tâm. Bây giờ bọn em thay gân công nghệ lắm các bác. Không phải như ngày xưa là lấy tay nhấm từng tí keo đâu các bác. Thay bằng cái máy luôn. Máy quay luôn, bàn xoay các bác. Nên nó sẽ không bị dơ keo ra, thậm chí nhìn không biết là thay gân đó các bác. Nhưng những cặp này em nói luôn các bác là về nó sẽ mục gân như vậy đó các bác. Phải thay gân các bác nhá. Đó các bác, thay gân Onkyo D77 màng carbon, giá là 10 triệu 800 đó các bác. Tiếp theo một đôi Coran. Cái đôi Coran này là đôi gọi là cực kỳ dã man đấy các bác. Đôi Coran XV đó các bác. Đôi Coran XV mà dòng 25 mã các bác. Dòng XV này rất là ít gặp luôn các bác. Nó đôi loa khủng. Em lấy cái rẻ cho giúp anh. Đây em. Đó, em lau sơ sơ một chút cái mặt loa rồi cho các bác xem. Bởi vì đôi loa nó rất là đẹp nhưng nó hơi bụi các bác. Cái dòng Coran này rất hiếm gặp các bác nhá. Rất là hiếm gặp luôn. Lưu ý giúp em là nó rất hiếm gặp. Và những cặp này các bác lau một chút là có rẻ ẩm rồi em. Cái cặp này nó là dòng khủng của dòng Coran X rồi. Dòng XV là dòng khủng nhất là 25 mã các bác. Đây là dòng 25 mã các bác nhé. Cái riêng cái trung đôm của nó các bác có thể để ý ạ. Cái trung đôm của con 77HR rất là to so với những dòng loa Bass 30. Nhưng con trung đôm này nó to đến, nếu mà cái đường kính ngoài nó phải đến tầm 22-24cm, rất to các bác nhé. Cực kỳ to luôn các bác, nhìn cái trung của nó ấy ạ. Và nó là những cái đôi loa rất là gấu của Nhật Bản. Và dòng này thì trên thị trường dao động khoảng 12 triệu 8, 12 triệu rưỡi. Em có một đôi đẹp, nói chung là đẹp nguyên bản. Các bác nhìn góc cạnh của nó các bác nhá. Đây là hàng chưa vệ sinh cũng như là chưa một lần lau chùi các bác. Rất mới luôn. Thùng gỗ lạng màu đỏ đỏ các bác, rất đẹp. Thì đôi Coran này em để các bác giá 11 triệu 8 các bác nhé. Có hai vi tinh chỉnh, Coran X7 25 mã. Đó. XV xin các bác, Coran XV 25 mã các bác. Đó. X7 các bác, nó gọi là X7 các bác. Đó. Thì em xin để các bác đôi này giá 11 triệu 8 các bác nhé. Rất mới luôn. Gân của nó gân vải lụa nên là rất là mềm các bác. Cái gân này nó còn hơi dính bụi lông các bác, rất mềm luôn các bác ạ, mềm nhũn luôn. Bát đánh cực mềm, các bác nhìn độ động của bát đấy ạ. Đó. Trung đôm, chép đôm khủng. Coran X7 này thì nói chung là quá chất rồi. Giá là 11 triệu 800 các bác nhé. Rồi, sang đây một đôi loa. Đây là một đôi loa mà em thật sự các bác em lần đầu tiên em gặp, và thật sự các bác là những dòng loa này vẫn đang bán mới trong hãng Yamaha các bác nhé. Nhấn mạnh các bác luôn, với con chép và loa chung của nó sử dụng vật liệu là vật liệu phóng xạ các bác, đều giúp em. Vật liệu trong sản xuất cho quân sự các bác thì nó cũng sử dụng trên này luôn. Nhưng các bác lưu ý là nó hãng đã tích hợp cái vật liệu này, nó vừa cứng vừa nhẹ và nó ở cái đồng vị không gây hại cho sức khỏe các bác nhé. Nên các bác yên tâm, nhiều bác bảo chất phóng xạ thì có độc không các bác. Nghĩa là nó sử dụng bằng đồng vị phóng xạ ở cái vật liệu màng chung và màng chép các bác. Nhìn cái màu của nó đấy ạ, rất đẹp các bác nhá. Đó các bác. Và đôi này như mới luôn. Dòng này thì thật sự các bác bán mới trong hãng hơn 60 triệu cặp loa này các bác ạ. Nhưng mà các bác mua hàng vãi với tình trạng đẹp như mới như vậy các bác nhá. Mà giá nó chỉ bằng 1/6 thôi các bác nhá. Đó các bác. Khoảng độ 1/5 giá bớt tiền 1/5 các bác. Đây là cái E-Kang 7, đây là dòng loa mới các bác. Vẫn còn bán mới nên nó cũng vừa mới sử dụng thôi. Rất còn mới ở bên Nhật các bác. E-Kang của nó cũng còn mới đét luôn đây các bác. Đây là chiếc E-Kang thứ nhất. Đây là chiếc E-Kang thứ hai thì các bác không một vết nhàu nhỏ luôn các bác ạ. Rất mới. Và cặp loa Yamaha này nó đây phía sau các bác, vì là cái điều đặc biệt các bác ạ.
nó sử dụng màng carbon, và phía sau các bác nhá, nó có hai cái thùng ở trong một thân thùng các bác. Nghĩa là ở trong này có một cái ngăn thùng ở đây, nó sử dụng cái một con súp. Cái con bát carbon nó chính là con súp các bác nhá. Hay gọi là bát woofer các bác, gọi là có một con bát thì đúng hơn các bác. Thì nó có bằng đánh bằng điện các bác nhá. Các bác cắm điện 100V, nghĩa là nó sử dụng điện 100V, nó giống như một số dòng loa. Nói chung là nó là dòng loa có một con súp điện ở phía trong, và nó có công suất phía trong để nó đánh con bát các bác nhá, đánh con bát, và nó chung nó chép thì nó sẽ đánh. Đây các bác, nó công suất phía sau này. Con bát là 140W và con chung con chép là 70W và trở kháng 6 ohm. Đây các bác. À, con này thì nó sẽ là dòng loa rất là hiếm các bác có thể gặp. Nó là dòng Yamaha NS500IST các bác nha. Dòng cuối số của dòng NS500 kiểm âm các bác. Đây là dòng kiểm âm đời mới bây giờ các bác ạ. Nghĩa là sao, các bác có thể sử dụng một chiếc âm ly, hay là đơn giản các bác có thể sử dụng một chiếc âm ly rất là nhỏ thôi, không cần công suất lớn đâu. Các bác đánh vào đây, chỉ cần lấy cái âm sắt của nó vào đây thôi các bác, là các bác có thể chiến cặp loa này được các bác ạ. Đó là cái hay của nó các bác nhé. Và nó sử dụng một cái nhấn mạnh các bác là một con bát điện ở phía trong và một chung một chép, là các bác đánh bằng âm ly, nên các bác không cần phải âm ly công suất cao. Các bác lưu ý giúp em. Nhấn mạnh các bác một điều nữa là dòng loa này vẫn đang bán mới trong hãng, là hơn 60 triệu cặp loa này các bác nhé, mới trong hãng. Các bác có thể lên hãng Yamaha gõ. Cặp này nó sử dụng một cái công nghệ đặc trưng của thằng Yamaha. Tất cả những con âm ly của Yamaha đời mới nó đều có một mạch servo phía trong, gọi là tự cân bằng động cái âm trường cũng như là cái nhạc tính cho bản nhạc các bác. Mạch dây servo các bác ạ. Đó, lưu ý giúp em nhé. Active servo này các bác, nghĩa là hoạt động bằng servo. Active là hoạt động, servo nghĩa là mạch dây servo các bác. Và cái cặp này em để các bác giá 12 triệu tròn. Bác là nhanh tay sở hữu một cặp loa gọi là độc của độc, và ít khi có các bác mua mới thì rất nhiều, nhưng mua hàng bãi thì rất là hiếm các bác nhé. Và đẹp như mới luôn các bác nhé. Đó, 12 triệu cặp loa Yamaha 500IST. Duy nhất một cặp các bác ạ. Gần nó bằng gần cao su, những dòng đời mới hay ăn chắc chắn là gần cao su các bác. Nhưng mà các bác nhìn con bát nó ạ, nó mềm nhũn luôn, công nghệ mới các bác nhìn đấy ạ. Các bác thấy không ạ? Nó động như thể là bún các bác. Đó, nhún các bác. Màng carbon da rắn các bác nhá. Tiếng nhạc của nó thì đỉnh cao luôn, khẳng định các bác luôn, 12 triệu. Rồi, bây giờ một cặp này nữa là chưa thay gân các bác. Về gân vẫn rách đi các bác. Họ gần mục hết rồi các bác. Đó. Cặp này là cặp D66RX thì em sẽ báo giá sau, chưa thay gân, chưa báo giá các bác. Sau bên này nữa, một cặp loa Diatone 77EX các bác nhá. Diatone 77EX. Đây là một cặp loa có thể vừa nghe vừa hát, giá cực kỳ mềm các bác ạ. Một cặp loa chất lượng mà giá mềm. Đó. Cái gông kiềng thì bọn em chưa đánh cái dòng này vì nó gông kiềng nó sẽ hơi xuống một chút các bác, nhưng phải đánh nó bóng lên được các bác nhá. Còn gân của nó các bác, gân vải tẩm dầu của nó các bác vẫn còn mềm các bác ạ. Đó, nó còn rất mềm các bác nhá. Đó. Thì dòng này sử dụng một chung đôm, một chép đôm, nhưng riêng con chép của nó các bác nhá, lưu ý giúp em. Con chép của nó ấy, tiếng rất tơi luôn với cái dòng 77EX này các bác, lưu ý giúp em. Riêng loa Diatone D77 thì có dòng EX này các bác nhá. Cái tiếng tép rất là hay luôn. Và bát 32 đó các bác, sử dụng vật liệu titan các bác, chép titan các bác. Đó, chính chép rất hay luôn, màng titan, đánh lanh tanh các bác ạ. Và vẫn còn cái đây, cái giá thanh lý các bác nhé, tính ra tiền Việt các bác giúp em ấy. Đó, thì cặp loa này em xin để các bác giá là 8,6 triệu rồi các bác, nhanh tay. Một cặp loa bát 30 khủng của Diatone, thời điểm này giá 8,6 triệu thật sự các bác không có đâu, gọi là mơ tưởng luôn, không mà có các bác nhé. Các bác nhìn thùng vách đi ạ. Hàng về là đẹp keng 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 luôn các bác. Đó. Công suất một thùng là 230W. Đó các bác. 77X các bác nhé. Lưu ý giúp em. Đuôi BK. Đẹp như mới luôn các bác ạ. Rất đẹp. Nhưng mà cái gông kiềng nó phải đánh một chút nó mới sáng được các bác ạ. Đó. Thì cặp này em để các bác giá 8,6 triệu rồi. Giá tình thương mến thương các bác. Đó. Rồi cuối cùng là cặp loa Diatone khủng 37B. Hôm trước có vài cặp lên sóng hết luôn. Hôm nay lại về một cặp nữa các bác. Bóc ra các bác ạ. Thực ra bọn em mỗi ngày bọn em bóc một chút thôi chứ không thể bóc hết được. Nhà em các bác biết rồi, nhà em đang dọn hàng cũng như đang chuyển nhà nên là không thể bóc hết cùng một lúc được các bác. Rất nhiều hàng đó các bác. Thì cặp 37B này, đó, một cặp duy nhất đẹp như mới luôn. Gân của nó các bác nhìn mới đét này các bác, chưa phải vệ sinh luôn các bác nhá. Nó mới đét luôn. Đó, phía dưới một chiếc nữa đây. Đấy các bác. Nói chung là ê căng các thứ là đẹp xuất sắc các bác nhá.
Cặp loa 37B này đẹp, tình trạng là đẹp như mới các bác ạ. Hàng bãi đẹp như mới luôn. Đây những cái băng dính như các bác. Bóc ra là đẹp, không tì vết các bác nhìn góc cạnh ấy. Rất đẹp luôn. Gông kiềng đẹp xuất sắc. 37B vừa nghe vừa hát. Cặp loa này rất chất rồi các bác. Giá cặp này chỉ có 8.500.000 đồng thôi các bác nhé. Đó, một cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Thùng gỗ màu vàng rất đẹp. Ở đây phía sau của nó đây các bác. 6 ohm 80W các bác, ghi rất đơn giản thôi nhưng đánh rất lực các bác ạ. Đó, những cái cặp loa các bác lựa chọn trong phần khúc tiền rất phù hợp. Đây các bác, sang bên này đây các bác nhé. Đây là cặp loa cuối số của dòng Diatone 70C các bác ạ. Những cặp cuối số này gọi là chùm cuối, nặng mỗi thùng là 50kg. Các bác lưu ý giúp em. Tiền vận chuyển cặp này khẳng định các bác luôn phải hết tầm 500.000 cặp này các bác nhé. Đó, rất là nặng luôn. Sử dụng một bát 35 khủng long khủng bố và một lỗ thông hơi được bọc lưới kim loại và một chung 20, một chép đôm 20 khủng long hai vi tinh chỉnh. Cặp này chất lượng âm thanh nghe nhạc đỉnh cao luôn và có thể vừa nghe vừa hát rất đỉnh luôn các bác nhé. Diatone 70C này đẹp xuất sắc các bác, thùng vách ạ. Đó, rất mới luôn, chưa lau chùi các bác nhá. Mới đét luôn, chưa lau chùi các bác ạ. Đây ạ, chiếc thứ hai này các bác. Cặp này bình thường giá nó 18.500.000 đến 18.600.000, trên thị trường cũng giá đấy hoặc là 19.000.000 20.000.000 tùy nơi các bác. Hôm nay vừa bóc vừa thổi bụi, giá 17 triệu tròn. Các bác nhanh tay một cặp như mới luôn. Đây là thùng, đây là cái gân vải tẩm dầu, nó vẫn còn dấp dính các bác. Đó, các bác vẫn dấp dính các bác nha, rất mới luôn. Đấy, còn những cái ốc này thì phải lau nó với bóng được các bác ạ. Đó, bởi vì đây theo năm tháng hàng bãi nguyên bụi về các bác ạ. Rất mới luôn. Nói chung đây một cặp thùng gỗ lạng khủng long của Diatone, mới đét luôn các bác nha. Đó, chưa vệ sinh được các bác. Cặp loa này xin để các bác giá chỉ có 17 triệu thôi. Cặp Diatone khủng này. Và thông số của nó tham khảo các bác nhé. 80W. Công suất đánh và 8 ohm. Cặp này các bác phải chơi những con âm ly khủng cho em. Ví dụ Victor ZS20, ZS75, ZS71, Sansui 707, 907, 607 đánh đuối các bác nhé. Không đánh được. 607 mặt gương đánh đuối không đánh được đâu các bác. Và những dòng Pioneer 9800 các bác. Những dòng sò sắt, 8 sò sắt thì đánh rất hợp luôn. Cặp loa này để các bác giá 17 triệu. Và đây các bác, hàng còn rất nhiều các bác nhé. Đây này, hàng rất nhiều luôn các bác. Chưa kịp bóc được các bác ạ. Chưa kịp bóc được rất nhiều hàng luôn các bác. Đây còn một đống trong này nữa, em cũng chưa bóc được các bác. Nên em đang dọn nhà nên là rất là bừa bộn, các bác thông cảm giúp em. Đó, có một đống hàng đây em chưa bóc đâu. Rất nhiều loa và hàng ở đây em chưa bóc. Nên các bác thông cảm. Ngày mai bọn em sẽ có những video báo giá chiếc âm ly. Chiếc âm ly bọn em về đẹp như mới luôn. Đó các bác. Nhấc giúp anh con âm ly này ra nhá. Đấy. Nhấc ra đây cho anh. Thì các bác nhé. Cái con Diatone 70C này các bác. Thì các bác có thể đánh về con loa này các bác. Bằng con âm ly kia các bác. Em bóc ra luôn cho các bác xem. Đấy. Em cầm tay em để đấy cho các bác nhìn được kiểu ý luôn. Đây là ZS75 này các bác. Đẹp như mới này. Con này nó đánh 8 sò sắt các bác nhé. Khủng long luôn. Rất là đẹp, chưa vệ sinh. ZS75 này thì giá nó cũng rẻ các bác ạ, chỉ có 7.300.000 đồng thôi. Vụt cặp này khỏi nghĩ luôn, hai biến thế nguồn khủng và 8 sò sắt rồi nhấc để vào cho anh. Đó, khủng các bác nhá, ZS75. Cũng là dòng cuối số quánh vào đây khỏi nghĩ luôn. Ghép vang hát nghiêu ngao karaoke được. Đó. Như vậy là cái video clip này em báo giá các khoảng chục cặp loa. Thì bây giờ em cũng xin tạm dừng video clip tại đây. Các bác có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì cứ nhắn tin cho em qua hai số điện thoại 098-119-3686 và 0983-662-586. Em sẽ giao hàng đến toàn quốc các bác, chỉ cần cọc trước 1-2 triệu các bác nhé, tùy sản phẩm. Và các bác hôm ở video này thì bọn em không có cái biển, em không tiện mang cái biển ở đây ngoài kho các bác. Thì các bác có thể xem cái phần mô tả phía dưới các bác để xem số điện thoại các bác nhé. Nói chung số điện thoại nhà em thì có ngay ở trên đầu kênh các bác. Và các bác hãy cho em xin một nút like và đăng ký để em sẽ có những động lực làm lên những video, rất nhiều những video báo giá những cặp loa vừa bóc vừa thổi bụi như này các bác. Nếu các bác thích xem kiểu thổi bụi và báo giá như vậy thì em sẽ thường xuyên quay như vậy. Bởi vì như vậy nó rất là mộc trần các bác ạ. Rất là trực quan luôn. Đó, không qua xào nấu hay là tân trang gì cả. Rồi bây giờ em xin tạm dừng video tại đây. Xin kính chào các bác.